Hello anh em, bộ nữ phi vụ chuỗi đô chào anh em nhé. Đấy, hôm nay mình vừa nhận được bộ phi vụ chuỗi đô nữ này, nhìn khá là đẹp này, giờ đây chào. Úi giời ơi, được luôn. Thì đẹp như này tí nữa mình sẽ vào huấn luyện để giả gái tấn trai cho anh em xem nhá. Đấy, nhìn xoay một vòng này, xoay hai vòng này. Nhưng mà cái bộ này mình thì xấu ở chỗ là nó không tóc mái mọi người ạ. Con gái mình không tóc mái thì mình thì xấu. Mình thích con gái có tóc mái hơn, ok. Việt Nam nói là làm vào huấn luyện luôn nha anh em. À, hello anh trai đẹp trai, em đến đây từ chiều. Anh thấy em có xinh gái không? Mặc áo đỏ vậy. Ơ kìa. Các cụ đã bảo rồi các bạn ạ. Ngồi im tình yêu sẽ đến. Đây này, đấy tình yêu nó phải đến như thế này này anh em. Không cần phải làm gì nhiều, ngồi im tình yêu sẽ đến nha anh em. À, chị em nào nếu mà muốn tán trai thì cứ là áp dụng cách này nhá. Yêu tôi không? Đấy, mình đẹp mình có quyền, chỉ cần nói một câu thôi. Bây giờ là mình chờ kết quả đấy. Ok, đây có một thằng nó hôn đít mình kìa. Ok. Làm gì ấy? Tôi mình làm tiểu tam mà. Tôi có người yêu đây rồi. Tôi có kìa. Ngon. Tay trên top thôi chứ còn teo thôi chứ không có phải là có tính thật mọi người thật ạ.